Ê Thanh, chị tiểu thuyết này hay nữa. Tiểu thuyết hả? Ừ. Tiểu thuyết mà coi cái gì? Đọc truyện tranh mới hay nè. Không, tiểu thuyết hay hơn. Bây giờ cái mốt bây giờ là phải đọc truyện tiểu thuyết. Đọc tiểu thuyết hả? À, mà xem phim ngôn tình. À. Chứ sao coi mấy truyện tranh này nữa, hình hình không à, không có nhiêu chữ hết à. Coi mấy này. Ừ. Mà Thanh thấy coi này hay không à? Đâu? Nè, Thanh đọc cái này nè. Thanh thấy không? À, mình là độc giả được. Ừ. Gì? Độc giả hả? Ừ. Độc giả là đang nói là o cờ ốc hay ô cờ ốc? Ô cờ ốc. Độc giả là o cờ ốc, đọc bài, đọc sách á. Đâu? Mình là người đọc nè. Là mình là độc giả là ô cờ ốc. Ô cờ ốc gì? Hồi trước giờ toàn nghe là độc giả là chắc là o cờ ốc á, tại vì đọc bài, đọc sách, đọc truyện, cái gì cũng là đọc, thì giờ độc giả cũng là người đọc, giả là khán giả, đọc là đọc bài, cho nên là khán giả đọc bài là đọc giả o cờ ốc. Đâu có suy luận vậy được. Trong tiếng Việt ghi á là đọc á là ô cờ ốc mới đúng. Mệt quá, cứ đọc hoài. Để tôi đi hỏi thầy tôi cái. Ủa, mình thấy trong đây là đọc giả là ô cờ ốc mà. Vậy có đúng không ta? Độc giả là từ Hán Việt, gồm hai chữ gốc Hán. Độc có nghĩa là đọc, còn giả có nghĩa là người. Khi hai chữ đó được kết hợp với nhau, thì từ độc giả có nghĩa là người đọc. Theo từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, độc giả là người đọc sách báo. Trong quan hệ với tác giả, nhà xuất bản, cơ quan báo chí, thư viện. Còn từ đọc giả, nếu hiểu là người đọc hay bạn đọc thì không ổn. Bởi vì đọc là từ thuần Việt, còn giả là từ Hán Việt. Vì thế không thể ghép hai từ này với nhau được. Đó là một sự kết hợp không hợp lý. Bởi vậy, dùng từ độc giả mới chính xác. Thí dụ, báo Dân Trí có nhiều độc giả. Theo yêu cầu của độc giả, tôi là độc giả trung thành của báo Nhịp Sống Tin Mừng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ độc giả hay đọc giả. Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ sát nhập hay sáp nhập. Mến chào tạm biệt các bạn.